Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình có mặt tại trường Hoàng Diệu của thành phố Sóc Trăng, đường Mạc Đĩnh Chi để giới thiệu về tình hình của thành phố Sóc Trăng. Sau 0 giờ ngày 15 tháng 9 sẽ trở lại chợ thấy bình thường mới như thế nào thì mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng mình đi vào khu vực ở thành phố Sóc Trăng ra sao nhé. Ngày mới cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui khỏe, sức khỏe tràn đầy và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đây là trường Hoàng Diệu của thành phố Sóc Trăng các bạn. Đã có mặt tại đây vào trường. Đây phía trước mình là chợ trung tâm của thành phố Sóc Trăng các bạn. Thì sau một thời gian, người dân trên địa bàn thành phố Sóc Trăng đã đồng lòng quyết tâm cao để đẩy lùi dịch bệnh, làm tốt cái thời gian giãn cách và trở lại được vùng xanh an toàn. Và hiện nay sau ngày 15 tháng 9 sau 0 giờ thì sẽ đưa thành phố Sóc Trăng trở lại trạng thái bình thường mới. Đây là một tin vui đáng mừng đối với bà con trên toàn tỉnh và người dân ở thành phố Sóc Trăng hôm nay. Và bây giờ mình đi vào những trong khu vực chợ của thành phố Sóc Trăng hôm nay để gửi đến cho quý cô chú anh chị xem. Nhưng các bạn cũng biết tình hình dịch bệnh rất khó lường, cho nên mặc dù thành phố trở lại trạng thái bình thường mới nhưng mọi người phải ý thức và đều cao cảnh giác hơn khi ra ngoài, thực hiện đủ cái thông điệp 5K của Bộ Y tế như là đeo khẩu trang, sát khuẩn, không tập tụ đông người và khai báo y tế. Và mình càng làm tốt hơn nữa để bảo vệ vùng xanh an toàn và cho cái thành phố của mình được ở trạng thái bình thường mãi mãi. Còn đây là phía trước mình đến chợ trung tâm Nhà Lòng các bạn. Đây khu vực này thì giờ này nó hơi vắng người. Thì bà con mình cũng ý thức rất cao, khi không có việc cần thì người ta cũng không ra đường các bạn. Thì những cái bày hàng bán ở trên vỉa hè như lúc trước thì rất là vắng. Còn bây giờ người ta bán ở trên các khu và cũng có để những cái sát khuẩn tay các bạn để bảo vệ cho bản thân người bán và người mua luôn. Đây là chợ qua cái chỗ góc đối diện với chợ Nhà Lòng của thành phố Sóc Trăng. Đây là đường Nguyễn Hồng Phước các bạn.
nhỏ mỗi cái khu vực, những cái cửa nẻo vào chợ thì các bạn thấy là người ta để những cái chốt để kiểm soát cho nó thật tốt, khi vào chợ phải khai báo y tế ở khu vực trên địa bàn tỉnh. Sóc Trăng hiện nay vẫn rất nghiêm ngặt, thì mỗi cái chốt vào thì có một cái chốt để mà kiểm tra người vào rồi chợ các bạn. Đây là đường Hai Bà Trưng của thành phố Sóc Trăng các bạn, thì người dân ra đường thì đều đeo khẩu trang 100% trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, làm rất tốt về cái thông điệp 5K, và hiện nay thì có cả cái 5T thì cũng chăm sóc trong cái gì đợt dịch này nữa, thì mọi người cũng nên chú ý và bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cho gia đình và cộng đồng để có cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới trong một thời gian sắp tới sau 0 giờ ngày 15 tháng 9 hôm nay. Hiện nay mình đang đứng ở góc đường chùa Ông Bổn, thành phố Sóc Trăng các bạn, thì nhìn chung là bà con mình ở trên địa bàn thành phố Sóc Trăng rất nghiêm túc thực hiện cái thông điệp 5K của Bộ Y tế để bảo vệ cho bản thân và bảo vệ cho cộng đồng. Và mình cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn có nhiều sức khỏe và thực hiện tốt những cái quy định về phòng chống dịch để mình có cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Đây, hiện nay mình đang đứng trước chùa Ông Bổn của thành phố Sóc Trăng các bạn. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc cho mọi người có một ngày mới vui vẻ. Xin máy bay về, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video sau của mình.